Đại Dở xin chào tất cả các quý khán giả cùng tất cả các anh chị em fan Thiện Am yêu thương. Hôm nay Đại Dở xin gửi bài thơ nói về câu chuyện sân si. Thì bài thơ này mong rằng khi Đại Dở đọc cái bài thơ này, tất cả chúng ta nghe thì chúng ta lại tỉnh lại và xem xét những gì trong thời gian qua chúng ta làm. Bây giờ chúng ta có nên làm nữa hay không? Có nên sân si hay không? Thì sau đây Đại Dở kính mời quý khán giả và các anh chị hãy lắng nghe Đại Dở đọc bài thơ ạ. Một kiếp người sống được mấy mươi năm mà lại phải cứ sân tâm đố kỵ, mãi không chọn cách giản đơn bình dị mà cứ luôn tìm dư dị oán thù. Một kiếp người sống được mấy lần thu mà không biết chọn cách nhu để sống, mãi cứ cương gây nhiều nhương biến động mà tham sân giành danh vọng cả đời. Một kiếp người được mấy lúc thảnh thơi mà phải ôm cả biển trời thù hận, mãi không biết dĩ tha và chấp nhận mà cứ luôn tạo vướng bận chính mình. Một kiếp người vai nặng gánh tư sinh, mình nên chọn cách dung tình nghĩa ái, mang tâm ác gây chiến thù xâm hại, mình sẽ ôm lại thất bại nặng nề. Một đời người chớ chịu cách nhiều khê, mãi tranh chấp rồi cũng về cát bụi. Muốn bình yên thì đừng dừng tâm mê muội, mà trải lòng không tiếc núi sân si. Mấy mươi năm thánh thót cũng rời đi, mỗi chúng ta đừng nhàn vi bất thiện, mà hãy sống bằng dung hòa ân hiến, mượn kiếp người giết một nguyện nhân tâm. Đại Dở xin hết ạ. Cả nhà ơi, nếu như cả nhà thấy bài thơ này của Đại Dở đọc mà có ý nghĩa hay thì hãy cho Đại Dở một lượt chia sẻ, một đăng ký và để lại một bình luận ạ. Đại Dở cảm ơn rất nhiều. Cuối bài thơ, Đại Dở xin gửi lời chúc đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước, một lời chúc luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thân tâm an lạc ạ. Đại Dở xin kính chào và hẹn gặp lại.